Thưa quý vị, không chỉ có thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên hay hệ thống dịch vụ chất lượng, Đà Nẵng còn hút khách bởi môi trường du lịch thân thiện hài hòa. Và đây cũng là yếu tố khiến cho du khách mong muốn quay trở lại thành phố thêm nhiều lần. Đà Nẵng vẫn là điểm đến hàng đầu của du khách cho trải nghiệm du lịch vào nhiều thời điểm trong năm. Một trong những yếu tố thu hút du khách trong và ngoài nước lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến, đó chính là môi trường du lịch thân thiện, an toàn. Trong bối cảnh mà ngành du lịch đang có sự phục hồi tích cực, việc đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh điểm đến lại còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch thành phố. Sự chung tay của cộng đồng người dân thành phố trong cái việc xây dựng một cái môi trường nhân văn, và một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đó là tạo ra cho bạn bè cũng như du khách trong nước và quốc tế một cái sự thân thiện, một cái sự ấm áp khi mà tới tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Năm nay, sức hút của điểm đến Đà Nẵng càng được nhân lên với sự trở lại của lễ hội pháo hoa quốc tế, một trong những sự kiện thương hiệu, điểm nhấn của thành phố mỗi dịp hè. Sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, DIFF được kỳ vọng sẽ tạo cú hích góp phần khôi phục ngành du lịch, dịch vụ tại địa phương. Chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh, an toàn, giữ hình ảnh điểm đến lại càng có ý nghĩa quan trọng. Với cái mục tiêu là một cái chương trình thật là hoành tráng, mãn nhãn, thu hút người xem, nhưng một nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra phải luôn luôn đó là công tác an toàn. Chúng tôi tin tưởng rằng là một cái cú hích của cái chương trình lễ hội pháo hoa sẽ giúp du lịch của thành phố được đẩy mạnh hơn nữa. Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị nhằm khôi phục lại một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, triển vọng đưa du lịch Đà Nẵng trở lại thời kỳ như trước khi dịch bệnh, ngành du lịch thành phố đang đẩy mạnh triển khai các đề án phát triển du lịch, nhất là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao để tạo sự khác biệt và nâng cao sức hấp dẫn và cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng. Song song với các chương trình kích cầu, các sự kiện lễ hội du lịch hấp dẫn, việc đảm bảo môi trường du lịch thân thiện, an toàn, chuyên nghiệp đã và đang góp phần giúp thành phố tạo sức hút đối với du khách và hứa hẹn về một năm tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch địa phương.